Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đinh Tuệ Lâm, học sinh lớp 8/2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Những ngày gần đây, dịch Covid đang diễn biến phức tạp, các bạn ở nhà nhớ tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bài hát mới mang tên An toàn đánh bay Covid của thầy Nguyễn Nhẫn, giám đốc cùng thiếu nhi Đà Nẵng. Hy vọng thành phố Đà Nẵng thân yêu cũng như đất nước Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Nào bạn ơi, chúng ta cùng nhau chung sức đánh tan đại dịch để được gần nhau hơn. Nào bạn ơi, hãy mau cùng nhau thực hiện quy định 5K, góp sức vượt qua đại dịch. Khẩu trang, khử khuẩn, nhớ ghi trong lòng bạn ơi. Giữ gìn khoảng cách trong học tập vui chơi. Không tụ tập đâu nhé, sẽ lây lan dịch bệnh ngay. Khai báo y tế phải trung thực bạn ơi. Cùng nhau chung sức đẩy lùi corona. Nào bạn ơi, chúng ta cùng nhau chung sức đánh tan đại dịch để được gần nhau hơn. Nào bạn ơi, hãy mau cùng nhau thực hiện quy định 5K, góp sức vượt qua đại dịch. Khẩu trang, khử khuẩn, nhớ ghi trong lòng bạn ơi. Giữ gìn khoảng cách trong học tập vui chơi. Không tụ tập đâu nhé, sẽ lây lan dịch bệnh ngay. Khai báo y tế phải trung thực bạn ơi. Cùng nhau chung sức đẩy lùi corona. Nào bạn ơi, chúng ta cùng nhau chung sức đánh tan đại dịch để được gần nhau hơn. Nào bạn ơi, hãy mau cùng nhau thực hiện quy định 5K, góp sức vượt qua đại dịch. Khẩu trang, khử khuẩn, nhớ ghi trong lòng bạn ơi. Giữ gìn khoảng cách trong học tập vui chơi. Không tụ tập đâu nhé, sẽ lây lan dịch bệnh ngay. Khai báo y tế phải trung thực bạn ơi.